Thưa quý vị, thưa các bạn, phát triển ngành công nghiệp môi trường trở thành một ngành kinh tế không chỉ đáp ứng các yêu cầu về xử lý các vấn đề môi trường, mà còn đóng góp cho sự phát triển chung của nền kinh tế. Tuy nhiên, để ngành này thực sự phát triển thì cần thực hiện các giải pháp một cách đồng bộ. Công nghiệp môi trường là một ngành kinh tế cung cấp các công nghệ, thiết bị, sản phẩm và dịch vụ phục vụ nhu cầu xử lý chất thải, bảo đảm tiêu chuẩn cho công tác bảo vệ môi trường. Trên thế giới, ngành công nghiệp môi trường có chức năng sản xuất, cung cấp các thiết bị, công nghệ xử lý nước thải, sản xuất thiết bị, phương tiện thu gom, vận chuyển, phân loại, xử lý chất thải rắn, cung cấp công nghệ, sản xuất các thiết bị, máy móc xử lý khí thải. Theo khảo sát, đánh giá của Bộ Công Thương, hiện nay trong lĩnh vực công nghiệp môi trường vẫn còn hạn chế về số lượng lẫn quy mô doanh nghiệp. Sản phẩm công nghiệp môi trường chủ yếu tập trung ở lĩnh vực dịch vụ. Các sản phẩm, thiết bị cung cấp ra thị trường chủ yếu là các sản phẩm cơ khí. Gần đây, từ đề tài nghiên cứu cấp bộ, Viện Nghiên cứu Cơ khí đã chế tạo thành công và đưa vào vận hành hệ thống xử lý rác thải y tế bằng công nghệ không đốt. Đây được xem là sản phẩm có bước tiến mới trong bảo vệ môi trường. Đứng trước cái tình hình mà sự chuyển đổi dịch chuyển thế giới về công nghệ xử lý rác thải y tế, thì Viện Nghiên cứu Cơ khí thì có đề xuất với Bộ Công Thương là nghiên cứu một cái đề tài để mà xử lý rác thải y tế theo công nghệ không đốt. Mà công nghệ không đốt đây là công nghệ xử lý nhiệt ẩm. Tức là công nghệ nhiệt ẩm ở đây là sử dụng hơi nước có nhiệt độ áp suất cao để đưa vào trong nồi hấp. Quá trình chúng tôi triển khai dự án ấy, thì thiết bị được các cơ quan chức năng kiểm định về an toàn và chúng tôi đã mời Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đến đặt vi sinh mẫu để mà kiểm tra. Thì hoàn toàn rác thải sau khi xử lý đạt quy chuẩn 55/2013 của Bộ Tài nguyên Môi trường. Phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025, theo đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thì mục tiêu đến năm 2025, ngành công nghiệp môi trường Việt Nam phải cơ bản đáp ứng nhu cầu về bảo vệ môi trường trong nước. Thì theo quyết định 192 thì chúng ta sẽ phải đến năm 2025, thì chúng ta phải chủ động được cái phần thiết bị xử lý môi trường, thậm chí là xuất khẩu. Thì để mà thực hiện cái quyết định này thì viện cũng đã có những cái đầu tư sớm trong lĩnh vực này. Thứ nhất là chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện những cái công nghệ mà chúng tôi đã gặt hái được trong cái thời gian qua. Ngoài ra thì chúng tôi cũng sẽ tập trung vào cái xây dựng phát triển các lĩnh vực năng lượng mới và năng lượng tái tạo, và tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực điện mặt trời, điện gió, rồi là xử lý điện rác. Và tôi cho rằng đây là cái hướng đi chính của viện trong cái thời gian tới, nhằm tạo ra các cái sản phẩm và cái phát triển các thiết bị môi trường cho ngành cơ khí trong thời gian tới. Để thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp môi trường, ngày 22 tháng 8 năm 2023, Chính phủ đã ký quyết định số 980/QĐ-TTg ban hành danh mục 12 nhóm công nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành công nghiệp môi trường. Theo quyết định này, Bộ Công Thương được giao là đơn vị chủ trì hướng dẫn, theo dõi, giám sát việc thực hiện, có trách nhiệm tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung danh mục, bảo đảm phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội và yêu cầu quản lý nhà nước. Thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ giao về phát triển ngành công nghiệp môi trường, Bộ Công Thương sẽ chú trọng việc xây dựng và phát triển thị trường trong ngành công nghiệp môi trường để thúc đẩy thị trường này phát triển, từng bước phát triển ngành công nghiệp môi trường trở thành một ngành kinh tế không chỉ đáp ứng các yêu cầu về xử lý các vấn đề môi trường mà còn đóng góp cho sự phát triển chung của nền kinh tế.